Xin chào. Bạn đến phỏng vấn hả? Đúng vậy. Ăn thử tôi xem. Được ạ. Ồ, bông lan nhân kem. Ngon ngọt bùi thơm. Ngon ngon nhức nách. Nhân kem ngập tràn. Tôi ăn xong rồi. Rất tốt, bạn đã được tuyển. Người sợ ăn cay. Sao mà cay thế? Bỏng hết mồm rồi. Cay quá má ơi. Người mê ăn mặn. Phải bơi trong nước mắm. Uống thêm ngụm mắm nữa. Sảng khoái. Người thích ăn ngọt, chấm thêm tí đường. Ngọt ngào mê say. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Ăn thử bánh mực nào. Em đi được chưa? Được rồi, lượn đi. Lời to rồi. Giòn ngon đã mồm. 10 đồng 10 túi cơ mà. Đậm đà vị mực. Ngon ngon nhức nách. Ăn ngon không? Sao vậy? Gian thương này. Bắt đầu thử. Nhiều tiền quá, trốn nhẹ. Nhặt được của chơi, tạm thời bỏ túi. Ôi tiền, chạy thôi. Quá thất vọng. Cho nhân viên mới ăn thử đi. Vâng giám đốc. Nói cảm nhận nào. Ăn ngon nhất nét. Dai dai sần sật, đậm đà vị khu. À thì, món này ngon ạ. Nãy tôi nhặt được, giờ trả lại. Khoan đã, bạn đã được lên chính thức. May quá. Còn hai cô cút ngay. Trời ạ. Đứng lại, làm vỡ điện thoại của tôi. Cho cô đi không nhìn mà, liên quan gì tới tôi. Thôi được rồi, tôi không thèm chấp nữa. Phải thế chứ, đi đây. Khoan đã, bé này phải ở lại. Được lắm, nhớ mặt tôi đấy. May mà có chị, em bị bỏ đói 3 hôm rồi. Không sao, chờ chút. Em cầm chỗ xiền này. Thêm thùng bánh mực cay. Cảm ơn chị nhiều. Cay cay ngon ngon. Lòng tan đã mồm. Em ăn đi nha, chị đi trước. Đây là hòm báu gia truyền. Để xem bên trong có gì. Đó là chiếc bút thần kỳ. Vẽ gì đều biến thành thật. Úm ba la, biến. Chén thôi nào. Giòn tan đã mồm. Ngon ngon nhức nách. Hết mất rồi. Lần này vẽ nhiều, ăn cho nó đã. Úm ba la, biến. Biến, biến. Hết mực rồi à. Vì vậy trời. Khoan đã, sai cách rồi. Làm sao? Cho tương vào trước, rồi đến bánh gạo, đậy nắp nồi lên. Chén thôi. Chưa được. Rồi mở đi. Thử xem nào. Quá đã. Đừng có ăn hết đấy. Mơ đi. Đậm đà vị cay. Ngon ngon nhức nách. Ăn no không? Tha mạng. Ai dám hút thuốc ở công ty? Được rồi, bắt đầu tuyển nhân viên mới. Vâng sếp, đầu xoăn lên trước. Bạn cầm ăn thử đi. Ăn thử chứ gì, quá đơn giản. Lộ rồi. Thói quen cầm thuốc lá, loại. Ăn thử đi. Khoan đã, chấm thêm sữa nữa. Biết gạt tàn thuốc, loại. Tôi ăn thử nhé. Sô-cô-la ngập tràn. Giòn giòn thơm thơm. Làm rất tốt. Tôi về trước. Này, cầm về lát ăn. Cảm ơn sếp. Thôi xong. Bạn không bị loại. Nấu lẩu thôi nào. Chị làm gì thế? Có làm gì đâu. Đừng có ăn vụng đấy. Mơ đi. Chín rồi chén thôi. Đậm đà thấm vị. Cay nhưng mà ngon. Mùi gì thế nhỉ? Ngon ngon nhức nách. Không ổn, lẩu của mình. Nhanh lên nào. Ăn ngon không? Ăn cùng nha. Rượu của chị gọi. Rơi mất quả trứng. Ngại quá đi. Giấu ở phía dưới. Mì xào cây của anh. Này, tôi đâu có gọi trứng. À, là của chị này mời. Ăn ngon nha, chụt chụt. Cảm ơn nhiều, chụt chụt. Đậm đà mỹ vị. Ngon ngon nhức nách. Lát cùng đi chơi nhé. Rắc ớt bột lên, để bậy ăn vụng. Giao hàng tới à, tôi ra ngay. Củ gà hút tay, ăn là mê say. Nhòm xem ai ăn vụng. Đậm đà vị cay. Bị vướng rồi,
không nhìn thấy mặt. Nhanh lên nào. Ngon ngon nhất nhất. Ai đã ăn vụng của tôi? Anh đang ăn que cây. Còn em đang làm việc. Tôi đang nước tóp tóp, không để ý. Mọi người, tôi đã biết là ai. Là ai? Đặc vụ khám nhà. Gì vậy trời? Hãy phối hợp điều tra, tìm kỹ mọi ngóc ngách. Rảnh rối quá, có gì đâu mà tìm. Cô nói thật đi, đồ giấu ở đâu? Tôi không biết, không tin cứ việc tìm. Cô muốn báo cáo. Thấy rồi hả? Không thấy gì hết. Tôi nói rồi mà. Cô thông cảm nhé, nhiệm vụ được giao. Cay cay ngon ngon. Mọi người chuẩn bị rút lui. Tìm thấy rồi. Không phải buôn lậu đâu, tôi hiền nên mua ăn dần thôi. Áp giải đi.